Dạo này mình bị cái bệnh gọi là cái bệnh gọi bệnh nghèo các bạn ạ. Bàn làm việc không có mà quay, phải mang ngoài bờ ruộng, quay video cho review đồ cho anh em xem. Đây là hôm nay mang đến cho các bạn xem con điện thoại như không phải điện thoại, mình cứ nhầm mãi, nó là con đồng hồ vạn năng mang dáng vóc của một con điện thoại các bạn nhé. Đấy, con này là con Aneng gì không nhớ, tên. Giá khoảng đâu đó khoảng 400 mấy ở trên Banggood. Đấy. Link mua mình vứt dưới phần mô tả nha. Đây này, ở đây có một cái đầu dò nhiệt độ này. Đó. Chả hiểu sao cái loại đầu dò này nó rất là bền luôn nữa. Nó làm bằng cái gì mà mình cho vào bếp ga mình đun nó cũng chẳng không bị hỏng các bạn ạ. Vẫn chính xác, vẫn ok luôn. Đôi ke đo chuẩn cắt chắc là cắt 2000 V. Đây. Đấy, cắt 2. Dây silicon mềm luôn các bạn nhé. Đây, và đây là cái đồng hồ này. Aneng gì đây? 620A. Còn thấy Akma không? Akma Dracula. Quá đẹp luôn. Ai nghĩ đây là một cái đồng hồ vạn năng. Cái này thế thôi nhưng mà không phải cảm ứng nữa các bạn nhá. Nó chỉ màn hình như này thôi. Ai nghĩ đây là một cái đồng hồ vạn năng. Đấy. Rồi. Đầu tiên cái cảm giác sờ vào chất lượng của nó thì cũng tạm ổn thôi. Nói chung các cái sản phẩm giá rẻ của tàu này thì tạm ổn thôi. Đó. 400mA với 600V này. Cái này đo được bao nhiêu A đây? 10A các bạn nhá. Đo được 10A. Đấy. Để lắp pin vào cho các bạn xem thử nha. Đấy, chạy 2 pin AA các bạn nhá. Lắp đúng đầu âm dương, cái này không có lò xo. Đây. Lên điện luôn các bạn này. Đấy, auto. Auto luôn, màn hình 1 màn hình, 2 màn hình và 3 màn hình luôn các bạn ạ. Đó, các cái nút chuyển chức năng của nó thì ở đây. Đây là thang đo ôm này. Đo ôm và thông mạch luôn. Đấy. Đây là thang đo diode này. Đây thằng đo tụ này. Đấy, thì cái loại đồng hồ này càng ra ngoài nắng thì nó càng rõ các bạn nhá. Nó là sử dụng màn hình lượng tử. Ra ngoài nắng càng rõ này. Có đèn pin các bạn nhá. Đó, giữ cái nút này để làm gì ta? À, giữ này đo điện không chạm các bạn ạ. Đo điện âm tường ấy. Đây là có cái chữ EF này, đo điện âm tường này. Nhưng đây mình đang ngồi ngoài ruộng nên không có điện để đo cho các bạn xem. Đấy, giữ nút này để vào chế độ bật đèn. Thì đây nó có cái đèn màn hình đấy các bạn này. Đó. Và đằng sau là bật đèn pin luôn. Nhấn một cái để giữ. Hầu đấy, luôn hầu đấy. Đấy. Thử một số cái tính năng cho các bạn xem luôn. Đào này không có bàn làm việc nên phải ra đây ngồi các bạn. Cái chỗ này nó lại hơi ngu người một tí là nó lại thiết kế cái nút cắm dây nó ở dưới này các bạn ạ. Thiết kế cái nút cắm dây ở dưới nó đâm ra là chúng ta để cái tư thế để nó hơi khó. Đấy, nhưng mà không trách được bởi vì là người ta đã thiết kế được cái màn hình nó nhỏ gọn như này rồi. Đấy, đang auto này. Thế bình thường là đo volt này, chạm vào cái nó chuyển sang thang đo điện trở này. Và có dơ le đá luôn các bạn nhá. Đấy, các bạn nghe dơ le không? Đấy. Rồi, thôi nói chung là các cái sản phẩm này ấy, thì chức năng nó cũng tương đương nhau thôi. Chỉ phụ thuộc vào độ chính xác thì mình sẽ làm một cái bài test riêng. Đấy. Còn bây giờ thì mình sẽ bung ra cho các bạn xem bên trong nó sẽ có cái gì. Thì cái này nó có một cái màn hình ấy, nếu mà ở thang auto thì nó sẽ là đo nhiệt độ. Hiện tại nhiệt độ ngoài trời đang là 22 độ này. Kể cả cắm cái đầu dò này vào thì nó sẽ lấy mẫu cái nhiệt độ ở cái đầu dò.
Đó. Đây nó chuyển sang thang đo ấy à. Chuyển sang đo nhiệt độ tao nào ta. Đây. Đây chuyển sang thang đo nhiệt độ này, bắt đầu nó lấy cái nhiệt độ ở cái đầu giò này các bạn ạ. Đó. Ok. Bây giờ mình sẽ bung cho các bạn xem bên trong nó có những cái gì nhá. Dạo này mình phải về quê liên tục để giải quyết ít giấy tờ liên quan đến đất đai mà các bạn ạ, nên là đi đi về về liên tục. Tối hôm qua mình chiều hôm qua mình lên trên Hà Nội mình học, tối hôm qua mình học. Đến trưa nay mình lại về quê các bạn ạ. Sáng nay mình về quê thì sáng nay đi mua cái laptop. Đấy, giờ là về quê mua cái laptop để làm việc. Chứ cái lap của mình ấy không còn chịu đựng được nữa đâu. Lap của mình nó chạy chip Core i5 4300U, nó không thể render nổi video các bạn xem nữa đâu. Mình mới mua con Lenovo Legend 5, không biết các bạn có bao nhiêu bạn biết cái con đấy. Lenovo Legend 5 thì cái con này nó chạy chip Intel Core i7 10750H, chip xung nhịp cao. Về để làm video cho nó sướng. Thì đây bên trong toàn bộ nội thất của nó đây. Cho ngang cái điện thoại cho bạn xem cho nó dễ nhá. Đấy. Chạy toàn IC dán hết. Không có cứt cửa sát nào ạ. Đây, tháo nốt mấy cái ốc nhỏ này ra. Thì mình sẽ tua nhanh cái quá trình tháo này nhé. Như vậy là mình đã tháo được cái mạch của nó lên đấy các bạn này. Thì cái chỗ dưới này nó là màn hình. Một chiếc màn hình siêu to khổng lồ luôn. Đấy, đây là khung sườn này. Đây, màn hình đây. Ôi, vẫn có điện các bạn ạ. Đó. Đây là chở sun này, chở đo dòng này. Cầu chì đo dòng này các bạn này. Đấy. Tất cả IC được cạo số hết rồi. Đây là cái rô le để chuyển kênh nha các bạn này. Đó. Đây rô le chuyển kênh. Cái màn hình này sẽ kết nối với lại cái bo mạch là bằng cái dãy cao su này các bạn nhá. Đây nó là cái dãy cao su. Trên cái dãy cao su này sẽ có rất nhiều các cái đường dây nó nối từ cái mặt trước sang mặt sau này. Thì nhiệm vụ của nó là chỉ có ốp hai cái này vào nhau là tự động là nó sẽ nối thông từ cái bo mạch lên trên cái màn hình này. Các cái màn hình điện tử này nó thông thường là các cái hàng màn hình lượng tử này thông thường là nó sử dụng kết nối kiểu vậy. Đây này, thi thoảng chạm vào đây vẫn còn điện các bạn này. Ấy. Không biết các bạn nó nháy nháy các bạn có nhìn không? Nó tích điện đấy. Rồi. Cho bạn xem tổng quan cái con này như nào rồi. Ok. Bạn nào muốn mua con này thì truy cập liên kết trong phần mô tả nhá. Nó giá rất là rẻ thôi. Hãng Aneang này mình dùng nhiều rồi. Đây còn Aneang 8008 thì mình dùng rất là lâu rồi. Từ năm 2007 2017 đến giờ vẫn ok. Rồi chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.